Thưa tất cả bà con, chụp phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ 6, nhà cà phê tại sàn cà phê London thì có quay đầu tăng trở lại bà con nha. Nhà cà phê tại sàn New York thì tăng giảm đáng kể. Xin chúc mừng bà con và mọi người đã quay trở lại cái đà phao như mình nha. Sau đây đà phao mời bà con, mời mọi người theo mình theo dõi nhà cà phê và nhà tiêu ngày hôm nay tại thành phố Cát Tấn ngày thứ 6. Xem thì được ra sao bà con nha. Mong bà con và mọi người lúc nào cũng ủng hộ kênh mình nha. Xin cảm ơn bà con và mọi người rất nhiều. Bây giờ mời bà con, mời mọi người theo mình theo dõi bảng giá nha. Thưa bà con, chốt phiên giao dịch ngày hôm nay giá cà phê tại sàn cà phê London thì có quay đầu tăng trở lại bà con nha. Giá có thể là kỳ hàng nhau ngay thằng 5 tăng lên 46 đô lên 2216 đến tấn. Kỳ hàng nhau ngay thằng 7 tăng lên 38 đô. Kỳ hàng nhau ngay thằng 9 tăng lên 34 đô. Kỳ hàng nhau ngay thằng 11 tăng lên 33 đô bà con nha. Khối lượng giao dịch của ngày hôm nay tại sàn cà phê London thì không cao lắm. Thưa bà con, sau đây là bảng giá cà phê sàn New York chốt phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ 6. Giá cà phê tại sàn cà phê Arabica thì có tăng giảm đáng kể bà con nha. Giá có thể ghi hàng nhau ngay thằng 5 tăng lên 0,10 cent lên 169.80 cent trên pound. Ghi hàng nhau ngay thằng 7 tăng lên 0,05 cent. Ghi hàng nhau ngay thằng 9 không tăng không giảm. Ghi hàng nhau ngay thằng 12 tăng lên 0,05 cent bà con nha. Khối lượng giao dịch của ngày hôm nay tại sàn cà phê Arabica ở mức khá cao. Sau đây là phụ hào mời bà con, mời mọi người theo mình theo dõi bảng giá cà phê và nhà tiêu ngày hôm nay ngày thứ 6 nha. Thưa bà con, sau đây là bảng giá tiêu xô các tỉnh ngày hôm nay ngày thứ 6, ngày 31 tháng 3 năm 2023. Thưa bà con, sau đây là bảng giá cà phê và nhà tiêu sáng hôm nay ngày thứ 6 tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, Đắk Lắk.